Ok các bạn ơi, đây, lúc này rất là đông. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 2020. Lúc này rất là đông, họ đang ăn uống tưng bừng. Vợ tôi với con gái tôi đợi ta. Ok, họ đi lấy sauce rồi, ok. Lấy sauce rồi cho nên bây giờ đang lấy sauce chỗ này. Hai vợ con đang lấy nước sốt đó các bạn. Lấy được hoa sạc xuống đó, mày là lấy sauce. Nó lấy gì vậy? Wow, hôm nay đông. Đông quá ta. Đông. Đông quá.